Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Trần Hoàng Hồng Vlog. Và hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu một cái chủ đề mới. Ngoài các cái chủ đề mà trên kênh Trần Hoàng Hồng Vlog đang làm như là học Vlog này, cách làm YouTube này, rồi là series về review các cái sản phẩm từ Lazada này, các cái sản phẩm mua rẻ từ Sendor, Shopee, vân vân. Một số cái clip về chia sẻ về cái cách săn mã giảm giá ở các cái trang bán hàng trực tuyến này, các cái trang thương mại điện tử lớn này, rồi bên cạnh đó là một số clip về reaction này, ngoài ra còn một số clip về hài hước giải trí rất là nhiều trong kênh của mình. Thì bắt đầu từ cái thời gian này thì mình sẽ làm một cái series hướng dẫn về tạo web cho các bạn. Web tất nhiên là web không đồng thôi, web miễn phí hoàn toàn. Thì trước khi bắt vào đầu vào cái chủ đề này thì chắc mình sẽ làm khoảng 4 đến 5 số thôi, không làm nhiều đâu, tại vì cần cái thời gian nhanh để cho bạn có thể tiến hành được luôn, chứ mà kéo ra quá lâu ấy thì nó sẽ rất là mất thời gian. Thì trước hết mình sẽ chia sẻ một chút về vì sao lại chúng ta lại cần web. Thứ nhất là xuyên suốt cái chủ đề của mình làm đó, tức là làm YouTube, làm Vlog, học Vlog các thứ, thì khi mà có một cái web thì rất là thuận lợi cho các bạn tạo một cái backlink trở về cái video của các bạn. Vì theo cái như các cái phương pháp SEO, tức là phương pháp cái tối ưu tìm kiếm cho cái video clip của YouTube, thì YouTube đánh giá rất là cao có những cái backlink trở về từ web trở về YouTube, thì đó là một cái cách để có thể tạo được backlink. Ok, cái thứ hai đó là trong các cái series trước mình có làm các cái series về kiếm tiền từ Lazada, đúng không ạ? Đó là làm affiliate, tức là làm tiếp thị liên kết cho Lazada. Thì tiếp thị liên kết thì chắc chắn các bạn phải có cái đường dẫn để trỏ liên kết về. Thì chính từ web các bạn có thể trỏ cái liên kết từ web về cái link của Lazada được, và chúng ta có thể kiếm tiền được từ Lazada. Rồi ok, cái thứ ba đó chính là có thể kiếm tiền được từ Facebook. Thì cái mảng này thì có lẽ mình sẽ chia sẻ sau, nhưng bắt đầu làm rồi. Thì đối với Facebook thì chúng ta nếu có một cái fanpage khá là mạnh thì chúng ta có thể kiếm tiền được từ Facebook. Tất nhiên là cũng cần phải có từ web, mặc dù Facebook trả tiền cho chúng ta nhưng vẫn phải thông qua web. Rồi ok, thứ tư là chúng ta có thể web có thể là một nơi lưu trữ tài liệu này, lưu trữ ký này rất là nhiều, nó có thể là coi như là một cái đường để chúng ta gọi là lưu trữ dữ liệu được. Rồi thứ năm đó chính là chúng ta có thể làm các cái trang web về bán hàng này, review này, tin tức này, hoặc là thậm chí có thể là selfie tự sướng ở trên web của chúng ta cũng được. Rồi cái điều đấy là của các bạn thôi, web của các bạn muốn làm gì thì làm. Và cái thứ sáu đó là chúng ta có thể kiếm tiền được từ web, đó chính là kiếm tiền từ banner. Banner thì cũng khá nhiều nơi chúng ta có thể kiếm tiền được, như là từ Lazada này, từ Google AdSense, rồi hoặc là từ các cái bên mà họ thuê chúng ta treo cái banner của họ. Tiếp theo đó là số 7 đúng không ạ? Đó chính là chúng ta có thể dùng web để kéo view cho fanpage, kéo view cho cả YouTube nữa. Và ngoài ra thì có web thì chúng ta tăng cái độ fame, tức là cái độ nổi tiếng, độ tin cậy của chúng ta khi làm YouTube chẳng hạn. Rồi như vậy từ 7 đến 8 cái điều mà rất là cần thiết để tạo web. Thì có lẽ mình sẽ bắt đầu một cái series tạo web này, mình nghĩ rất là hữu ích cho mọi người. Rồi nói qua một chút thì web thì chúng ta cần gì? Thực ra như cái tiêu đề mình làm clip làm web không đồng ý, thì với cái series này chúng ta làm thì hoàn toàn không mất một chút phí nào cả, chỉ mất công làm thôi. Thì thực ra đối với web thì rất đơn giản thôi, thì cần có hai nguyên liệu, đó chính là một cái host, tức là cái nơi để lưu trữ cái dữ liệu của nó. Cái thứ hai đó chính là cái domain, chính là cái tên miền. Ví dụ là các bạn muốn cái tên miền ngon, ví dụ như là trênmalloc.com chẳng hạn, thì cái đấy chúng ta phải đi mua. Tuy nhiên thì vẫn có rất nhiều nơi có thể cung cấp cho chúng ta các cái tên miền free, như tên miền .tk.cc chẳng hạn. Thì cái đấy nó có thể dùng một năm thôi. Thực ra không một năm chúng ta có thể tạo tên miền khác, không vấn đề gì cả. Ok. Rồi, thì còn về host thì chúng ta có thể sử dụng luôn, mình nghĩ là có thể sử dụng luôn các cái dịch vụ host free như là Blogger này, Blogspot, hoặc là các cái host free miễn phí. Như vậy như cái Blogger nó là cái dịch vụ Google ấy, thì chúng ta có thể sử dụng luôn cái nền tảng lưu trữ của Google Drive, nó cũng phải tầm 15GB cơ. Thực
là 1GB hốt hốt 1GB dùng bét nhè, dùng 15GB dùng có lẽ là thoải mái cho các bạn luôn. Rồi, cái thứ phần 3 nữa là phần chuẩn bị. Để chuẩn bị xây dựng một web thì chúng ta cần phải, trước tiên là chúng ta muốn xây dựng phải được cái nội dung, là chúng ta sẽ làm cái nội dung gì, chứ không phải web đăng ba lăng nhăng linh tinh. Tốt nhất là nên có một cái chủ đề xuyên suốt để chạy cùng cái web đấy, giống như khi chúng ta làm YouTube vậy, chúng ta phải có một cái chủ đề, một cái content để chúng ta làm. Và một cái lưu ý nữa đó là thực ra việc tạo view thì rất là đơn dễ thôi, thì chỉ cần là giật tít câu view rất là đơn giản. Tuy nhiên một lưu ý cho các bạn, đó từ kinh nghiệm của mình thôi, từ những người làm về tin tức cũng khá là lâu rồi, thì thứ nhất là không đăng tin về chính trị, không đăng tin về tôn giáo, không đăng tin đả kích, không đăng tin về cơ quan chính quyền hoặc các lực lượng chức năng họ đặc thù của họ. Thứ ba là không làm cái nội dung phản cảm, gồm có bạo lực, đồ trụy này. Thứ nhất là không nên giật tít câu view quá lộ liễu. Tất nhiên giật tít vẫn được, thì vì như báo chí bây giờ họ làm thì họ vẫn chủ yếu là giật tít đúng không ạ? Nhưng mà không nên giật tít sai cái sự thật. Rồi. Và chuẩn bị series này chúng ta sẽ làm cái ở trên cái Blogspot, là cái blogger của Google. Thì trước hết là chúng ta sẽ xem qua một chút về cái nội dung mà chúng ta sẽ làm web thì nó sẽ ra như nào đúng không ạ? Ví dụ như ở đây mình có sẵn hai cái trang web mình muốn cho bạn xem. Đây là hai cái trang web mà chúng ta sẽ xây dựng, nó sẽ y như này. Thực ra là giống đến 80% thôi, chứ bảo giống y hệt thì gọi là copy quá đạo luôn cái ý tưởng người ta. Thì thứ nhất là đối với một cái trang web, cái web này là web của anh Khiêm thôi, Nguyễn Gia Khiêm. Thì chúng ta có thể thấy đây là một website về khuyến mại, chia sẻ các cái thông tin khuyến mại từ Lazada này, từ các cái chương trình của Sendor, Tiki, hoặc nói chung về các cái trang thương mại điện tử. Nó sẽ gồm chia sẻ về đây các cái chủ đề anh làm về công nghệ này, đồ gia dụng này, đây là các cái sản phẩm của Lazada như thời trang, phụ kiện, đồng hồ, giày dép rất là nhiều. Trên này có liên kết đến các cái trang về của Lazada này, của các trang bán hàng, các cái trang thương mại điện tử ấy. Rồi. Và trên này thì sẽ có chạy các cái banner như này đây, của Lazada này. Dưới này sẽ chạy các cái banner của Lotte này. Đây của Lotte ở dưới này. Đây của Lotte của Lazada. Ở dưới này chạy một cái banner nữa của Zaloza, là thương hiệu thời trang bình dân thôi. Thì chúng ta sẽ xây dựng một website kiểu như này. Nếu mà các bạn làm review thì các bạn có thể xây dựng một website cũng tương tự thôi. Tức là mình có thể là review lại đánh giá sản phẩm này, thì sản phẩm nó sẽ có các cái mục ví như là về điện tử, về đồ gia dụng, điện máy này, phụ kiện điện thoại này, máy tính này, hoặc là đồ chế các kiểu mình. Rồi, còn bên này thì chúng ta đang có mặt ở website của VOZ Tut, họ muốn team về làm cái video tổng hợp. Thì cái website này các bạn ấy làm chủ yếu về tin tức, là về báo chí nhiều này. Website nhìn rất là hay này, nó có rất là nhiều mục tâm sự, tình yêu, đời sống, báo chí, ẩm thực, thủ thuật, rồi công nghệ đủ các kiểu, con là điều luôn. Và bên này thì họ cũng chạy các cái banner của Lazada này. Đấy, rất nhiều cái banner của Lazada ở bên home này. Ở dưới footer, là footer dưới chân trang cũng có cái banner nữa này. Được truy cập thì cũng ít thôi. Thì chúng ta sẽ làm một cái web dạng như này, hoàn toàn miễn phí. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm như nào. Thì trước hết là chúng ta sẽ phải chuẩn bị sẵn nguyên liệu, là tất nhiên là về phần host domain là mình nói rồi. Thì chúng ta còn chuẩn bị những cái gì nữa? Thì có lẽ là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái cho mình một cái gọi là tài nguyên. Tức là ví dụ đây mình có một cái tài nguyên là như này. Gọi là tài nguyên thì cũng kinh quá. Thực ra chỉ có chúng ta cần chuẩn bị sẵn hai cái file ảnh thôi. Một cái ảnh vuông và một cái ảnh 690x120 để làm banner. Đây, 1690x120. Cái này tại như là thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từ hai set, nói chung chuẩn bị trước. Thì tốt nhất là chuẩn bị sẵn hai cái ảnh để còn up chứ. Website mà không có ảnh thì gọi là gì website đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập cái tài khoản Gmail. Ví dụ mình có cái tài khoản Gmail như này. Đăng nhập rồi. Bây giờ chúng ta sẽ search cái từ khóa là blogger. Nó là một cái dịch vụ của Google đấy, các bạn nhìn thấy bên hông này nó có dịch vụ Google chưa? Đánh từ blogger ra thì vào luôn trang đầu tiên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ
sau khi đăng nhập vào Gmail rồi nhá, đây đang đăng nhập Gmail rồi này. Ui nó còn mấy đơn của Lazada rồi mới giao này. Chúng ta sẽ ấn vào tạo blogger, tạo blog của bạn. Thì cái host của cái web mà chúng ta lưu nó sẽ sử dụng luôn cái dịch vụ blogger này, hoàn toàn là miễn phí thôi. Thế chúng ta phải đăng nhập trước. Nó sẽ dùng cái tài khoản Gmail nhé. Đấy, nó bắt buộc nó phải có một tài khoản Google cộng trên này. Thì mình phải tạo một cái tài khoản Google trên này. Ví dụ mình đặt tên của mình ở đây nhé. Nếu các bạn có Google cộng rồi thì không cần cái này đâu. Thế làm từ đầu từ A đến Z thì nó phải như thế thôi. Vì sao phải làm cái này? Tại vì để tăng cái độ tin cậy cho cái Google thôi. Thực ra những cái bước này mình bỏ qua cũng được, làm tắt thì cũng xong thôi. Nhưng mà cái này mai kia chúng ta sẽ còn để share cái backlink trên Google cộng nữa, đó là cái trang mạng xã hội. Rồi tiếp tục, đây là một cái mail mới hoàn toàn nhá. Rồi quay lại blogger. Chúng ta sẽ đăng nhập. Bây giờ mới là bước tạo blogger này. Tiếp tục, chúng ta sẽ tạo blog mới. Đây là một số quy định của Liên minh châu Âu về cái cookie hoặc là các điều là điều luật của cái blogger. Các bạn lưu ý đọc qua cái này nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái tiêu đề cho cái web của mình chẳng hạn. Ví dụ các bạn làm về review, mình sẽ làm, bây giờ mình sẽ làm demo luôn một cái clip web về review các cái sản phẩm từ Lazada. Mình sẽ review sản phẩm giá rẻ Lazada chẳng hạn, Shopee đi, Sendor. Bây giờ tất cả những gì mình đang làm, địa chỉ của web thì chúng ta sẽ đặt một cái đường tên ngắn thôi, càng ngắn càng tốt. Mình sẽ đặt luôn review Lazada. Lazada review đi. Rồi ông làm mất rồi. Mình sẽ làm một cái web ở Lazada không đồng. Như vậy mình sẽ làm được mua một cái, mình sẽ tạo một cái web là hàng không đồng Lazada. Rồi thì chúng ta sẽ tạo cái này. Giờ chúng ta sẽ tạo blog. Trong lúc để cho nó khởi tạo bắt đầu. Vẫn nhanh quá đâu, báo lỗi rồi. Rồi, người ấn nhanh quá anh em ơi. Giờ chúng ta sẽ như vậy, cái trang này đã có rồi nhá. Đây chính là cái trang đấy. Đây là cái trang đầu tiên, mà như vậy chúng ta đã có một website rồi. Nó chính là cái website này luôn này, hàng không đồng Lazada blogspot.com. Thì host nó lưu trữ ở trên cái blogspot. Còn domain thì mai kia chạm một là các bạn có thể đi mua các cái domain, thì domain nó rẻ thôi, như khoảng 100.000 một năm thôi. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái dịch vụ ở domain free.tk. Thì có lẽ là ở các clip sau mình chia sẻ. Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng cái nội dung này, khởi tạo cho nó như nào. Thì nhất là các bạn có thể sử dụng các cái mẫu nó có sẵn ở đây. Thì vào phần chủ đề này, nó có một số cái template mẫu ở đây thì sử dụng cũng được. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng một cái đấy nha. Bây giờ mình thử cái thêm mẫu này xem nó dài như nào. Đen CC đúng không? Thì cái này ai cũng làm được. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải nó phải khác biệt một chút, khác bọt một chút và giống các cái trang kia.
thì các cái trang kia họ đều sử dụng chung một cái template mà theo mình biết đó chính là cái template Cevida. Bây giờ chúng ta sẽ đánh Cevida download. Đó. Đấy. Chúng ta phải ghi là Cevida cho Blogspot thì mới search được. Blogspot. Đấy. Thì cái Cevida nó là một cái giao diện cái thêm nó là cái thêm mẫu mà được một cái anh mình không nhớ tên, anh là MKR Design thiết kế ra. Nó là hầu hết các cái người sử dụng Blogspot mà mình thấy hầu hết để sử dụng cái thêm Cevida. Nó cái thêm rất cực kỳ đẹp và cực kỳ ấn tượng, mà sửa nó cũng cực kỳ dễ mà nó giống hầu hết các cái trang báo mạng. Thì chúng ta sẽ lấy ở được ở đây nha, ví dụ cái trang của anh Jojo này. Mình sẽ tải về thôi. Cái bản này thì nó cũng về từ tháng 8 năm 2016, lâu rồi cũng không update, mà cái này mua mất phí nhá, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng cái free thôi. Thì có thể sử dụng cái link ở đây. Thì mình sẽ để cái link tải dưới cái phần description miêu tả của video cho các bạn dễ có thể sử dụng download về. Còn nếu mà chúng ta mới từ đầu, chúng ta sẽ phải tải như này. Phát đầu nó sẽ ấn vào quảng cáo, phát thứ hai mới có download. Đây, dung lượng khoảng 20MB thôi. Và chúng ta tải về. Rồi, sau khi tải về xong thì chúng ta sẽ tiến hành giải nén ra như này. Thì đây mình đã tải sẵn rồi. Thì giải nén ra nó sẽ ra các cái thư mục như này. Cevida Blogger 25 2.4, đây là cái bản cũ của nó này. Thì đây, đây chính là cái file mà chúng ghi cái file tải về đây, nó sẽ ra như này. Đấy. Thì chúng ta sẽ vào cái phần này đầu tiên. Bắt buộc phải vào nhá. Nó sẽ ra, nó có cái mục là old version và version 2.5. Click vào 2.5 là bản mới đây. Thì nó sẽ có hai cái file rất là quan trọng. Thứ nhất là cái file template.xml. File này là file .xml này. Không phải submxml đâu, nhưng là xml. Và một cái thư mục tên là document. Thì ở cái thư mục document này thì nó sẽ hướng dẫn chi tiết chúng ta cách chỉnh sửa, modify, cách edit thêm này như nào. Mở nó ra. Rồi. Đây là khoảng 30 step để các bạn cấu hình cái web này. Thì mình hướng dẫn các bạn, thì mình hướng dẫn theo cái này thôi. Và một số kinh nghiệm của mình. Rồi. Chúng ta quay trở lại cái trang web của chúng ta. Đây, ví dụ cái trang này. Bây giờ chúng ta sẽ up cái file mẫu của Cevida lên. Thì tải lên như nào? Thì các bạn để ý bên tay trái này, vào cái phần chủ đề. Đây là phần chủ đề đúng không? Đấy. Chúng ta chọn cái để tắt bất cái này cho nó nữa. Sao lưu và khôi phục. Chúng ta chọn tải lên. Cái này là cái phần trên là cái phần backup này, phần dưới là phần tải lên này, phần này nó sẽ tải xuống này. Tức là chúng ta xây dựng xong một website, chúng ta muốn backup cái dữ liệu nó, backup cái giao diện đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái này để tải xuống để lưu. Còn bây giờ chúng ta sẽ tải lên. Chọn đường dẫn đến cái file vừa rồi. Đấy, Cevida 2.5 này. Đấy. Chọn cái bản là 2.5 này, chọn cái template nhá. Cái file này file .xml đây. .xml chứ không phải .xml nhá. Rồi. Chấm lúc cho nó tải lên. Ấn tải lên. Đây là cái giao diện ban đầu này, khởi tạo này. Rất là nhanh thôi. Rồi. Như vậy là chúng ta F5 lại cái trang này nhá, nó sẽ ra khác hẳn luôn này. Đấy. Đây là đầu tiên.
Như vậy chúng ta đã có sẵn một cái web này, thì có lẽ sau ở các bài khác thì chúng ta sẽ bắt đầu quá trình tạo menu này, tạo bài viết này, và sắp xếp các cái mục sao cho nó hợp lý như nào. Thì có lẽ ở các bài sau mình sẽ hướng dẫn chi tiết cái này. Thì bây giờ coi như chúng ta có một cái host như này, một cái website như này đã, rồi chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa sau. Rồi như vậy xong bài thứ nhất là khởi tạo một cái web miễn phí như thế nào. Rồi ok, đây là cái bước đầu tiên. Còn mai kia sau khi chạy nó ra ngon lành cái đào thì nó sẽ ra được như kiểu này. Đấy, nó sẽ ra như này, hoặc là ra như này. Vét đĩa nó phải ra được như của ông này. Đấy. Rồi, thì ở những bài sau mình sẽ hướng dẫn tiếp. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo của chương trình học web của mình. Ok, cảm ơn các bạn.